Quỳnh lại gặp gỡ quý vị trong chương trình Alo Phim Nghe. Điều mà Như Quỳnh có thể cam đoan trong ngày hôm nay chúng ta có được một bầu không khí rất là vui, đó chính là bởi vì trong chương mục Bật Mí, chúng ta được gặp gỡ với một nữ diễn viên, cô đang rất là quen thuộc trong vai trò vừa là một diễn viên hài, vừa là một giám khảo của các game show, đem lại tiếng cười cho khán giả. Nhưng đồng thời cô còn là một diễn viên rất là chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và đang quen mặt trong nhiều sitcom, trong đó có bộ phim Những Đứa Con Từ Trên Trời Rơi Xuống đang phát sóng trên HTV7. Quý vị hãy cùng hẹn gặp chúng tôi trong chương mục Bật Mí để xem đó là ai nhé. Ngoài ra, chương trình còn có những chương mục nào mời quý vị theo dõi sau đây. Và thưa quý vị, như có giới thiệu từ đầu chương trình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp một mỹ nhân của làng hài. Nhưng trên hết chị cũng tham gia rất là nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực phim truyền hình, sitcom và một bộ phim đang phát sóng trên HTV, Những Đứa Con Từ Trên Trời Rơi Xuống, phát sóng trên HTV7 lúc 22:30, đang nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực. Và trong đó có một yêu cầu của khán giả là rất là mong Như Quỳnh sẽ có một cuộc trò chuyện với mỹ nhân, kiều nữ, diễn viên trong bộ phim này. Xin được chào mừng đến với Alo Phim Nghe, nữ diễn viên Nam Thư. Nam Thư xin kính chào quý vị khán giả. Chắc là chị Quỳnh nói quá rồi, em nghĩ ngồi đây là phải tới hai mỹ nhân lận chứ không chỉ riêng em. Thực ra thì Như Quỳnh không có tự đặt, tại vì thường vẻ đẹp của người phụ nữ nên để cho đàn ông, còn với vai trò là diễn viên hay để cho khán giả họ lên tiếng. Nhưng bởi vì là quý vị yêu mến Nam Thư thì chắc cũng biết rằng là cô được đặt một cái biệt danh, đúng không, là kiều nữ làng hài. Tại vì thường thì để mà đóng hài thì thường các diễn viên nữ không nên đẹp quá, đó là theo quan điểm của Quỳnh. Tại sao chị? Tại vì đẹp thì thường người ta bị hút bởi nhan sắc. Thì khó để thấy cái nét diễn mà thường hài thì nó phải hơi lố lên xíu, đúng không? Em hiểu rồi. Còn thường đẹp thì phải vào vai mà thằng ít nói một tí ha, dịu dàng bình bông một xíu hả? Nhưng mà chính là Nam Thư đã lội ngược dòng khi tạo ra được một cái cách suy nghĩ mới rằng là rất đẹp, rất quyến rũ cũng có thể diễn hài. Nhưng ngày hôm nay thì có lẽ câu chuyện hài chúng ta sẽ để về sau một chút. Hãy tập trung ngay vào bộ phim như Quỳnh nói từ đầu, đó là Những Đứa Con Từ Trên Trời Rơi Xuống. Thì Nam Thư có thể cho khán giả biết vai diễn của Nam Thư trong bộ phim này là như thế nào? Em trong Những Đứa Con Từ Trên Trời Rơi Xuống thì Nam Thư thủ vai Linh, một bà mẹ có hai người con, mà hai người con là của hai người cha khác nhau, mà lại theo đuổi một anh chàng kia là anh Tiến Luật thủ vai, thì hết sức là yêu say đắm luôn á, bằng mọi cách phải làm thế nào để bắt anh ấy làm cha của hai đứa con mình. Thì cái cuộc rượt đuổi tình yêu nó cứ xảy ra trong phim. Và trong cái phim này thì thực sự đầu tiên nhận cái vai này á, em cũng hơi suy nghĩ, bởi vì em thấy em lên là mẹ của hai đứa nhỏ là em cũng hơi nhiều, đúng không? em sợ bị già. Nhưng mà sau đó anh Bin thuyết phục em rồi vào làm việc với tất cả mọi người, và đặc biệt diễn chung với anh Luật thì em rất là hứng thú. Và được hai đứa nhỏ đóng hai đứa con của em thì rất là đáng yêu nữa. Cái nhân vật Linh trong cái phim này của em thì khùng dữ lắm, khùng mà khùng kinh khủng khiếp lắm, nói chung là bất chấp lắm. Đầu tiên em nghĩ là em cũng sợ là khán giả xem họ sẽ bị khó chịu, bởi người ta không nghĩ là người mẹ, đúng không? Đúng là một người mẹ mà hai đứa con mà lại suốt ngày nhí nhố đi theo đuổi tình yêu như vậy. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì em nghĩ là khán giả coi thì họ cũng sẽ hiểu là cái cô này chắc là cô thiếu thốn tình cảm lắm, và thực sự là cổ thương con, cổ cũng muốn tìm cha thiệt nên cổ mới như vậy. Em hy vọng là quý vị khán giả coi sẽ thông cảm và hiểu cho em, đừng ghét em tội nghiệp. Năm thứ cái nhắc đến anh Vin, tức là chính là diễn viên đạo diễn Quốc Thuận, là người đã coi như là người đã tạo ra cũng như là đã cầm chịch cho bộ phim Những Đứa Con Từ Trên Trời Rơi Xuống. Còn quay trở lại câu chuyện về việc là Thư diễn rất là nhí nhố cái vai người mẹ, thì liệu có phải ngay từ đầu khi mà Quốc Thuận mời Nam Thư vào vai này là bởi vì cái sở trường của Thư về mặt hài để dễ vào những cái dạng vai như thế này? Em nghĩ chắc đó cũng là một lý do. Tại vì em cũng làm hài. Lý do thứ hai nữa chắc là chắc nhìn em cũng chững là mẹ của được hai đứa. Thư có nói về cái việc là Thư đóng trong phim này là đóng với các em nhỏ, đúng không? Dạ. Thì hai đứa con mà gọi là mỗi con một người cha của Thư đó, thì hai bé khi mà kết hợp với các diễn viên nhí này thì cái quá trình hợp tác đó như thế nào? Thư có phải diễn riêng bên ngoài nhiều, tập nhiều rồi mới vô diễn cho nó chạy một cách nó suôn sẻ hay không? Hồi xưa em đi học đó thì diễn với hai nhân vật mà khó nhất á, đó là diễn với thú vật và con nít. Bởi vì nó không bao giờ kiểm soát được nó hết á, nó không nghe lời. Nhưng may mắn cho em và cũng may mắn cho đoàn phim là hai bé mà đóng, tất cả những bé đóng trong phim á thì các bé đó quá chuyên nghiệp. Nó đóng nhiều rồi, đúng không? Đóng nhiều lắm rồi, và bé chuyên nghiệp rồi, thật sự là các bé nhớ hơn cả mấy anh chị cô chú lớn thuộc thoại thuộc thoại nên không có vấn đề gì lo ngại và trở ngại hết.
Nhưng mà quay lại cái câu chuyện về việc làm mẹ thì cái kinh nghiệm để mà mình đem nó từ cách mình nói chuyện với con này, chăm con, thể hiện cái sự lo lắng, thì cái đấy nó phải cần có cái kỹ năng hoặc là cái kinh nghiệm, đúng không? Thì cái quá trình đó Thư phải làm sao? Em có kỹ năng về làm mẹ. Bởi vì em đọc rất là nhiều. Em là người rất hay đọc sách. Nếu mà mọi người có theo dõi cái trang cá nhân thường xuyên thì thấy một cái clip em post lên là em ngồi em đút cơm cho một bé nhỏ đóng con em. Mà tại vì lúc đó là... Mà cái đó là cảnh thiệt hay là cảnh đóng phim? Ở ngoài đời, tại vì... Mà bé nhỏ đó là ai? Bé nhỏ đó là bé đóng vai em, là con bé Ngân Chi, con em đó Ngân Chi. Tức là bé đó ba được ba đưa đi đoàn phim, quay phim. Mà chị thấy thương lắm. Ông ba thì ngồi ăn lẹ cái để tô bơ cơm bên, ăn muỗng, đút con muỗng, ăn muỗng, đút con muỗng. Xong em thấy xót quá. Em thấy thôi thôi anh ăn đi, để em đút cho, em ăn xong rồi em đút cho. Em ngồi em đút em quay, mọi người quay bỏ lên thì ai cũng tưởng là con em hết. Như vậy là Thư không phải là nhất thiết phải trải qua cái kinh nghiệm làm mẹ thiệt, nhưng mà trong lòng mình nó có cái thiên chức, đúng không? Đúng rồi, thiên chức, đúng rồi. Tức là mình chỉ cần nhìn thấy trẻ con là mình có được cái bản năng của người phụ nữ liền. Bản thân em là một người hết sức là thích trẻ con, em mê trẻ con lắm. Lúc nào em cũng năn nỉ mấy bé về nhà em chơi hết. Mà những đứa con Trên Trời Rơi Xuống vừa phát sóng một tập, là cái tập đó em đút con bé ra ăn miếng quýt, xong chua quá nó nhả ra lại. Đưa tay qua liền. Em đưa tay ra và em ăn luôn cái miếng đó. Mà cái đó không có kịch bản phải không? Không có trong kịch bản. Xong khán giả comment hỏi là tại sao em làm vậy, nhìn dơ quá. Vậy nhưng mà có những người là bà mẹ bỉm sữa nó chính xác. Dạ đúng mới mẹ mới đúng là như vậy. Tại em nhớ hồi nhỏ em nhả ra cái gì thì mẹ em đều ăn. Đúng rồi. Và em không có thấy dơ. Mà thật đó là cái đấy bản thân hay. Tại vì thường đóng phim thì mình vẫn còn có cái tỉnh táo của cái người đang diễn viên, đúng không? Thì thường mình nghĩ cảnh đó không cần thiết, mình đâu làm gì. Thực ra thì bây giờ mọi người biết đến Nam Thư là lĩnh vực hài. Nhưng mà cái xuất phát vào nghề là Nam Thư lại là ở chính kịch, là thậm chí là bi kịch nữa, đúng không? Dạ. Cái điều này em chia sẻ rất là nhiều rồi. Em xuất thân là một cô gái diễn bi kịch, có thể diễn bất ra sân khấu khóc từ cảnh 1 tới cảnh cuối. Khóc thê thảm, khóc không còn gì để nói. Có những bị em diễn xong em khóc về hai mắt em sưng quá chị sưng. Em làm nghề tới thời điểm này chắc cũng 11 năm. Trấn Thành bao nhiêu năm thì em bao nhiêu năm, bởi vì em học chung lớp với bạn đấy. Trấn Thành nè, Lê Bê La, Hà Chí Quang. Thì nhưng mà em may mắn sau các bạn ấy là em nổi tiếng sau. Thì có một khoảng thời gian sau khi em nổi tiếng thì em được mời ngồi một cái số ghế hơi nóng, ví dụ như là giám khảo. Thì có rất là nhiều nguồn ý kiến trái chiều. Hỏi là cô này từ đâu ra, đủ chuyên môn, đủ trình độ không mà ngồi đó mà làm giám khảo mà nhận xét. Thực sự là khi mà em đọc những cái điều đó em cũng hơi tổn thương, đúng không? Em rất tổn thương luôn chị. Tại vì em nói ủa mình 10 chuyên năm lần mà đúng không? Mình học thầy mình dạy mà, thầy Công Ninh dạy mình mà sao giờ. Nhưng mà mình lục lại cái quá trình mình đi thì rõ ràng khán giả có thời điểm họ chỉ biết mặt chứ không biết tên mình. Đúng rồi. Tới khi khán giả họ biết tên mà lớp khán giả trẻ, và tới khi em nổi tiếng thì mạng xã hội lại phát triển nhiều, mà mạng xã hội thì chỉ có những bạn trẻ, mà bạn trẻ thì chắc chắn họ không biết em nhiều. Đúng rồi. Chỉ sau này họ mới biết thôi. Thì và em đầu tiên là em cũng muốn phản bác, không tôi có ăn có học, nhưng mà sau một thời gian thì em nói mình hãy lao động đi để trả lời cho thành quả khán của mình giả là mình có suy nghĩ hay không, mình có chuyên môn hay không và chuyên môn mình tới đâu. Thì thực ra thêm một lần trong thông qua những chương trình thế này để chúng tôi nói cho quý vị biết về cái quá trình, cái con đường, cái hành trình của Thư, cũng là cách để quý vị hiểu nhiều hơn ngoài những thành quả mà Thư đã mang lại. Thực ra như mình có biết là rất nhiều vở là chính Thư là người đứng ra dựng nữa, cho nên không phải chỉ là trong cái lĩnh vực là diễn xuất hoặc là giám khảo mà cô cũng tạo ra những cái tác phẩm. Quay trở lại với cái câu hỏi mà Như Quỳnh vừa hỏi về nghề nghiệp, thì cái bước ngoặt nào, đúng không, đã chuyển từ một Nam Thư diễn chính kịch bi kịch sang một Nam Thư hài kịch? Em nghĩ chắc là cái bước ngoặt đó, nghề mình thì sẽ nói là có ông tổ thương, chắc em nghĩ là tổ rẻ em đi, chứ thực sự là em không có một cái plan, không có một cái kế hoạch nào sẵn trong đầu là mình sẽ bước qua cái này. Em được mời tham gia cái cuộc thi đó một cách hết sức là ngẫu nhiên. Và em cuộc thi gì thưa? Em thi cuộc thi Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2015. Em đầu tiên em cũng suy nghĩ, sao em hỏi ý kiến anh Hoài Linh, anh Hoài Linh nói thì mày cứ tham gia đi, thử thì chơi biết cho thêm, biết. Đúng có rồi. Thêm kinh nghiệm đúng không? Thì em tham gia. Số đầu tiên em mời nhạc. Số thứ hai em hóa trang người ta không nhận ra em, tới số thứ ba là đòi nợ bật lên. Cái số này là Quỳnh có coi rất là nhiều lần và khán giả cũng rất là viral trên internet đúng không? Nhưng mà rồi sau đó là bắt đầu mọi thứ nó cuốn theo. Thực sự bây giờ chia sẻ là mọi người ơi, trong lúc đi thi em hết sức là áp lực, trước khi bước lên thi tiểu phẩm nào em đều khóc. Mà em là một người nếu mà mình hay gọi là mua khóc á chị, em nhanh khóc lắm. Vui em cũng khóc, buồn em cũng khóc, mệt em cũng khóc. Dạ.
Và sau cái cuộc thi đó, qua những cái vở thành công, đúng không, và đạt giải, dạ, thì Thư bắt đầu coi như là được biết đến, cũng như là gần như là chuyển hẳn sang cái lĩnh vực hài kịch. Dạ, à, em còn nhớ một kỷ niệm rất là đáng nhớ của em là sau khi mà em đoạt giải rồi, mọi người đều đóng đinh em là một cái cô diễn hài, thì em quay trở về Nụ Cười Mới, em diễn chính kịch. À, em vừa bước ra là người ta cười đúng không, mọi người nhìn em, mọi người cười xong mà chị biết không, em bước ra em thoại chỉ cần thoại hai câu là em khóc. À, cái lớp đó phải như vậy, cái lớp kịch đó như vậy. Em bước ra xong mọi người nhìn mặt em, mọi người cười xong em mắc cười quá. Em bị ảnh hưởng cảm xúc theo không? Có. À, tức là chị hơn mình sắp khóc mà sao mọi người cười, sao em như nè, sao em rút vô cánh gà, sao em đứng hít lấy thở. Lại tâm lý, lấy tâm lý lại, bước ra xong mọi người vẫn cười tại vì mọi người đang đợi em làm cái gì. Xong cái em nói tập trung vào đàm thoại hai câu, em rất lắm em khóc thì khán giả mới vô vai. Khán giả biết là à, cô này cái trong cái kịch này cô không có diễn hài cô diễn chính kịch thì khán giả mới không cười. Dạ, thực ra cái đây là một hiện tượng thú vị phải không quý vị. Thực ra đa phần thì thường là như Quỳnh thấy là những diễn viên hài lâu năm rồi có những lúc họ tham gia vào biên kịch chính kịch. Dạ, còn trường hợp mà đi lội ngược dòng như Thư hiếm lắm. Dạ, đúng không? Đúng, mà như Quỳnh còn biết là các anh chị diễn viên khác thì nhiều người họ có cái gen gia đình kiểu như là anh chị em cô, dạ, bác gì rồi đó, hoặc là phải có một cái đường, một đường dây mối nhợ gì đó. Dạ, còn Thư thì nghe đồn là hình như là mình theo đuổi con đường này, thì không biết là tại sao ngay từ lúc mình lớn lên á mình lại quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật. Dạ, tại vì mẹ em đam mê danh vọng. mẹ không nổi tiếng thì mẹ thích con nổi tiếng phải không? Mẹ em á là mẹ em là gốc Huế, em là người Quảng Trị, ba em là gốc Huế, em là gái Huế chính gốc. Nhưng mà em ở Vũng Tàu, sinh ra và lớn lên Vũng Tàu, thì mẹ em là một người rất thích văn nghệ, nhưng mà điều kiện mẹ không cho phép. Mẹ hát hay hơn em, mẹ diễn giỏi hơn em, mẹ đam mê danh vọng hơn em, cuối cùng mẹ không làm được. Yeah, mẹ trút qua em, mẹ đổ qua em, chắc là em một phần là nhờ cái đó từ mẹ. Rồi mà nhà em thì không ai làm nghệ thuật, mà nếu mà kể về mẹ em cả một câu chuyện dài chị ơi. Nhưng nói mà... chung bốn chữ thôi, mẹ em đam mê danh vọng lắm mà đáng yêu vô cùng. Như vậy trong tương lai một cái live show riêng của Nam Thư, tại sao không mời mẹ của Nam Thư vào một số cái vai của nó? Chắc là không được đâu chị, không được đâu, bụng nhà không thi. Còn cái mà nói live show thì ai nghệ sĩ nào cũng mong muốn mình có một cái live show riêng, nhưng mà bản thân em thì em nghĩ là em chưa đủ sức và em chưa đủ lực đâu. Em còn quá nhỏ bé trong cái làng nghệ thuật của mình. Yeah, em còn nhỏ bé lắm. Nãy giờ chúng ta nói rất nhiều đến vai trò của Nam Thư đang nổi bật hiện nay là trong vai trò diễn viên hài, giám khảo các cuộc thi, đúng không ạ? Và thậm chí như Thư có kể thì lĩnh vực sân khấu, khi mà cô ra diễn chính kịch, bi kịch thì người ta cũng nghĩ cô là vai trò hài. Nhưng mà quay lại với cái câu chuyện là về diễn viên phim truyền hình, thì như Quỳnh cũng hơi bất ngờ vì mình làm trong lĩnh vực này, nhưng mà thực ra Thư đóng rất là nhiều phim, đặc biệt là về sitcom. Dạ. À, thì việc mà mình mang cái sở trường của mình vào trong sitcom á, thì nó có dính gì tới cái lĩnh vực hài hay không? Và có lúc nào người ta mời Thư cũng chỉ vì cái sở trường về hài hay không? Không, em nghĩ là không. Tại vì có nhiều phim á, thì trước khi mà Những Đứa Con Trên Trời Rơi Xuống thì em đã xuất hiện trên HTV cái phim Hẻm Không Sợ Vợ. Thì vai đó em cũng không diễn hài, em chỉ diễn một cái cô vợ. À, vai vợ của Hiếu Khánh đúng không? Dạ, vợ của Hiếu Khánh, một cô vợ hết sức là hung dữ và đanh đá, một cô vợ chống lại mẹ chồng là má Kiều Mai Lý. Em nghĩ là tùy loại vai và mỗi anh đạo diễn sẽ giao cho em cái vai đó, hợp cái tính cách của em sẽ giao một cái vai nào hài. Thì chỉ cần ví dụ anh Bin nói Thư Thư, cái vai này em phải làm vui lên cho anh, làm over lên, làm lố lên, thì em sẽ lắng nghe ý kiến và em làm. Em luôn muốn mình trở thành một diễn viên hết sức là đa năng, không chỉ là hài, bi kịch, chính kịch. Vì bi kịch, chính kịch hồi xưa là sở trường rồi, bây giờ em được biết thêm một cái nữa là hài, là ba cái là thấy là ngon ngon rồi đó. Thì em còn muốn làm lấn sân MC, đạo diễn. Em là một người phụ nữ hết sức là cầu toàn và tham lam, nhiều năng lượng nữa. Nhưng mà thông thường thì đa năng nó cũng đồng nghĩa với việc là mình phải chia năng lượng cho nhiều cái lĩnh vực. Hiện giờ về hài thì coi như là Thư đã khẳng định rồi đó. Về lĩnh vực, về cái khả năng ban đầu cũng như cái môi trường học hỏi về cái chính kịch, bi kịch thì Thư cũng thể hiện rồi. Thì những cái lĩnh vực còn lại của Thư hiện giờ thì đang cái mức độ đầu tư như thế nào, và liệu có đủ thời gian công sức hay không? Em tự đầu tư cho bản thân em trước. Ví dụ ngay bản thân em, hiện tại em về em học rất nhiều. Em học thanh nhạc, em học nhảy, em học đàn, em học võ. Mọi người hỏi là em quá tham lam. Quản lý em cũng nói là tại sao em lại đổ sức em nhiều như vậy, em sẽ được cái gì? Nhưng mà em nghĩ là em phải là một cái cô mà thiên mà người ta kêu em làm cái gì đó thì em cũng phải làm được. Cái đấy. Yeah, thực ra cái đó là một cái rất là hay, không chỉ trong lĩnh vực của Thư đâu. Yeah, nhưng mình nghĩ các cô gái trẻ mà nếu học được cái tinh thần đó thì bởi vì biết càng nhiều thì càng nó dễ cho thích nghi trong mọi cái môi trường và mọi cái biến động, đúng không? Nhưng mà đồng thời với phụ nữ mà ở vào cái tuổi, chúng tôi sẽ không tiết lộ tuổi của Nam Thư, nhưng mà rằng là khi mà cổ nói cổ cũng đã mười mấy năm trong nghề thì quý vị cũng có thể ước đoán được đây là cái tuổi gọi là tuổi chín mùi của phụ nữ cho những cái chuyện như là tình yêu hôn nhân gia đình. Thì
thì không biết là đời Tư một chút xíu là chuyện yêu đương của Thư như thế nào. Cách đây khoảng một năm em yêu điên cuồng. Em rất muốn có một cuộc sống hôn nhân gia đình, em muốn viên mãn. Bởi vì em nghĩ là bây giờ em cũng đến có lúc thể... rồi đúng không? Đến lúc rồi. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì em đổi. Không muốn em không khoan muốn khoan nữa. Hãy quay trở lại câu chuyện một năm trước yêu say đắm là yêu ai và tại sao cái tình yêu đó lại thắp lửa cho mình một cái khát vọng về gia đình, rồi thì tại sao bây giờ nó lại thay đổi mình đến như vậy? Tại vì một năm trước em lúc đó em đang còn rất là bồng bột lắm. Em yêu yêu ai thôi, bây giờ em không có care về tuổi mà yêu ai họ yêu thì em không thể tiết lộ được. Em trong tiết lộ rồi cùng nghề hay là ngoài nghề? Em yêu trước một năm trước em yêu một bạn trong nghề. Nghe có vẻ là bạn là chắc nhỏ tuổi hơn. Dạ bạn lúc nãy em kêu người yêu em bạn nhỏ tuổi. Chị kỳ quá à. Chị dồn em vô chắc. Chị hỏi vậy là chị biết rồi. Khán giả cũng có thể biết nhưng mà không sao. Thực ra khi lên cuộc trò chuyện này thì chúng tôi rất là thích những cái sự thân mật. Dạ. Để mà người ta cảm thấy một cái sự gần gũi với những diễn viên. Họ không chỉ là trên sân khấu, trong những bộ phim đúng không? Và ở cái mức độ tiết lộ thì tùy Thư thôi. Dạ. Nhưng mà sau cái cuộc tình đã qua đi, dù vì bất cứ lý do gì đúng không, chúng tôi sẽ không đào sâu. Cái điều động lại là gì và tại sao Thư đến năm nay thì lại Thư lại quyết định tập trung vào sự nghiệp mà không muốn yêu đương nữa? Bởi vì em thấy là em không theo kịp các bạn trẻ. Đó là lý do tại sao em học nhiều như vậy. Mọi người nói là em học nhiều chi vậy, hay là để em muốn show bản thân em mà cái gì cũng biết làm. Không phải. Em thấy hiện tại bây giờ các bạn trẻ rất giỏi. Các bạn 9X bây giờ, em thế hệ 8X, các bạn 9X bây giờ, thậm chí bây giờ 2X lên rồi. Các bạn quá giỏi, các bạn quá xinh, các bạn quá đẹp, các bạn cập nhật thông tin và cái tư duy các bạn bây giờ nó rất mới, nó rất thế giới. Thì em nghĩ là em phải theo kịp. Em phải theo kịp cái, em bắt được cái nhịp đó, nên em nghĩ là thôi cái thời gian hôn nhân mình gác lại đi đã, để mình mình theo cái thứ mình theo tới đâu, khi mình theo không tới đâu nữa thì thôi thì mới tính những về thì mới tính đó. Không thì thực ra rõ ràng là cái tư duy mà mình không để cho tuổi tác này, cho cái sự tác động của thời gian ảnh hưởng đến mình, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật, là một cái tư duy rất là tiến bộ và rất đáng học hỏi. Nhưng điều đó nó chưa bao giờ là sự cản trở đối với cái chuyện mà mưu cầu tình yêu hôn nhân gia đình cả. Chúng ta vẫn có thể tiến hành song song nếu như thực sự mình gặp được một cái mối duyên trong đời, đúng không? Chẳng qua là như Quỳnh thấy là Lam Thư vẫn hơi cái chút giấu giếm, là hình như có vẻ là cái tình cảm đó nó để lại trong lòng mình một cái gì đó, một cái kỷ niệm nào đó nó cũng không có được. Em hiểu ý chị rồi. Thôi tới thời điểm này thì em vẫn rất là vui với cái tình cảm đó. Em vẫn rất là hiện tại em rất vui, nhưng mà em thấy là em phải gác lại. Em tạm quên đi đã, cái gì tới thì nó tới. Nhưng mà kỳ quá. Thứ nhất là mình ở vào cái đứa tuổi mà người ta sẽ rất là thích làm mẹ. Thư lại có sẵn cái bản năng thiên chức đó. Mà Thư lại nói là Thư lại muốn gác cái chuyện tình yêu hôn nhân gia đình cho sự nghiệp. Sao mâu thuẫn vậy? Tại vì em thấy là em chưa đủ về mạnh về kinh tế để em có thể sẵn sàng nuôi một đứa bé. Đối với em, sinh một đứa bé nó rất là đơn giản. Nhưng mà khi bạn sinh nó ra, bạn nuôi dạy nó như thế nào, cái đó mới là quan trọng. Tuy không phải là mình nói rằng là giống như so sánh với lĩnh vực kinh doanh, nhưng mà cái nghề về nghệ thuật hiện giờ cũng là một nghề hái ra tiền. Chứng minh cho thấy là các diễn viên, các những người làm nghệ thuật hiện nay, các nghệ sĩ có một cái cơ ngơi khá là ổn. Thì Thư thế là cách gì Thư lại không có nhiều tiền đến mức mà không nuôi được một đứa bé? Em nghĩ là thuyền lớn thì sóng lớn. Nó nuôi một đứa bé, ví dụ nuôi mà giống như là nuôi một đứa bé bình thường thì cũng nuôi được. Nhưng mà em thì em nói rồi, muốn gì tốt nhất đúng không? Đúng rồi, em muốn cái gì cũng phải tốt nhất. Em muốn cái gì cũng phải là hay nhất, em muốn cái gì cũng phải là đẹp nhất. Và đặc biệt là cái vấn đề về tinh thần của em á, phải tốt nhất thì em mới có thể là nuôi dạy con mình tốt được. Và bản thân em là một người rất dễ stress. Em dễ stress kinh khủng khiếp lắm. Và em khi mà em stress thì... Sợ ảnh hưởng tới con. Đúng rồi chị, em sẽ em rớt vào trầm cảm. Mà nguy hiểm lắm. Trời ơi, đã bao giờ bị chưa? Em đã từng bị, em đã có một khoảng thời gian ngay mà khi em thi Cờ Xuyên Việt đó, là em đã bị, em bị nặng nề lắm. Em phải đi cả bác sĩ tâm lý. Quay trở lại với câu chuyện nghề nghiệp nhé thưa quý vị. Bộ phim Những Đứa Con Từ Trên Trời Rơi Xuống là một bộ phim sitcom, và đó cũng chỉ là một trong những bộ phim sitcom mà Thư tham gia mà thôi. Nó có một cái lời đồn bên lề là Thư chỉ đóng sitcom, tức là ngoài sân khấu, ngoài làm giám khảo hài, mà Thư không đóng phim truyền hình nói chung, bởi vì là cát-xê không đủ cao và cái thời gian đóng nó hơi lâu, và như vậy thì Thư không thể nào làm được nhiều cái Thư muốn hoặc là thu nhập được nhiều như Thư muốn có hay không? Dạ có, cái điều này em xác nhận là có. Em không hiểu sao một cái thông tin ở đâu ra là em giá cao quá và em bận lịch quá. Chuyện đó có thật không?
Không chị, em đã từng ngỏ lời với một anh đạo diễn cho em đóng nha. Nhưng khi mà đưa lịch cho em, lấy một lịch của em một tháng đi tỉnh. Nhưng mà thì em nói là em không thể nào gác lại việc ở Sài Gòn. Đúng rồi. Tại vì em còn diễn sân khấu, em còn việc trên này. Thì ví dụ có thể là sắp xếp theo lịch mình cân bằng với nhau. Ví dụ em qua dưới đó một 3 ngày, 4 ngày em lại về Sài Gòn. Thì không được, họ lấy lịch em chết luôn, không những một tháng mà 3 tháng mà ở tỉnh. Cái điều đó em không thể nào mà đáp ứng được, làm sao được. Đúng rồi, chính xác. Đối với những diễn viên mà vừa sân khấu, lại vừa bên truyền hình, lại vừa điện ảnh, mà thậm chí là một số cái lĩnh vực khác nữa thì nó cũng hơi khó. Dạ. Nhưng mà quay lại hiện giờ thì nói gì thì nói, trên cái lĩnh vực mà gọi là sở trường nhất, nổi tiếng nhất và được lòng khán giả nhất của Thư vẫn là hài. Dạ. Đặc biệt là hài ở đây Thư không chỉ vai trò diễn viên mà Thư còn là người biên kịch, Thư là người tạo vở, Thư còn là người giám khảo. Nhưng mà cái thực tế hiện nay là đang có một chút thoái trào của cái lĩnh vực hài này. Quý vị cũng thấy là trong vòng 3 năm về trước thì bật TV lên là thấy hài. Và cái cuộc thi hài nào, cái vở hài nào khán giả cũng coi và trên mạng xã hội bàn tán rất là thường xuyên. Nhưng mà một năm trở lại đây như Quỳnh thấy một cái sự xuống, là những cái thể loại khác nó đang lên ngôi. Thì mình đang là giống như gọi là tạm thời gọi là nữ hoàng giới trẻ của lĩnh vực này, mà đứng trước cái trào lưu đó thì Thư có lo ngại hay không, và Thư đang có cái sự chuẩn bị như thế nào? Nữ hoàng thì là em không dám nhận rồi. Nữ hoàng cấp cái lĩnh vực trẻ, những diễn viên trẻ sau này đó. Trẻ, trời, chị Trang chị em cũng trẻ vậy, chị Trang chị Hoa hậu của em cũng trẻ vậy. Em nghĩ là gì nè, cái gì cũng vậy, mình cho khán giả ăn cái gì một món nó mà quá nhiều thì rõ ràng họ cũng ngán. Thì bây giờ ba khoảng trong vòng từ lúc em 2015 em nổi tiếng tới bây giờ, trước đó nữa thì quá nhiều game show về hài. Và các quý vị khán giả cũng thấy là những cái game show về hài tìm rất ra rất nhiều quán quân, rất nhiều á quân, nhiều lắm. Thì em nghĩ rõ ràng cái gì cũng vậy, ăn nhiều quá ngán thì tới lúc thoái trào là đương nhiên. Nhưng mà em nghĩ thì vẫn còn có người thích. Vẫn còn chứ. Bởi vì sao? Đối với cái nhu cầu về tiếng cười, nhu cầu thì luôn luôn tồn tại. Đúng. Nó chỉ là nó giống như kiểu mình ăn cơm thì phải ăn hàng ngày, đúng không? Còn cái chuyện đổi món là dĩ nhiên, nhưng mà tuy nhiên với một cái người tham vọng, khát khao danh vọng như Thư thì với việc mà mình tuột từ vị trí thứ nhất xuống mà chỉ còn chút xíu thứ hai mình cũng đâu có thích, hoặc là từ vị trí mà một người đang rất là được săn đón nhiều show bây giờ nó sẽ ớp bớt được chút xíu thì tự nhiên mình cũng thấy hụt hẫng chứ. Thì Thư có một cái sự chuẩn bị nào khác theo cái kiểu là một cái kế hoạch dự phòng theo kiểu nếu mà nó còn đi xuống nữa thì mình làm sao đây? Đó là lý do em biến em thành diễn viên đa năng. Cái không có cái gì mà không có nguyên nhân cả. Em không phải là một chuẩn bị sẵn, nhưng mà biến thành diễn viên đa năng, ví dụ như là ví dụ đi ha, một ngày ví dụ người ta không làm hài nữa, người ta không thích coi hài nữa, người ta thích coi chính kịch, bi kịch, thì em lại trở về được cái mà em đã nguyên từng có của mình. Cái mà từng có. Giờ nếu mà nói theo cái ngôn ngữ của em thì bỏ ra kiểu nào em cũng xử được hết, bỏ ra kiểu nào em cũng chơi được hết. Yeah. Bây giờ em biến mình thành viên đa năng, mà em nghĩ nè, show truyền hình hay là show hài á, thì nó không có hết đâu, không có mất đi đâu, nó chỉ chuyển từ cái dạng này sang dạng khác thôi. Đúng rồi. Chứ không thể nào mất đi được. Bởi vì sao? Cái đó là giải trí, cái đó là món ăn, cái đó là cơ bản rồi. Cơ bản, tại sao người ta nói, tại sao chương trình, tất cả đài truyền hình làm quá nhiều chương trình là hài? Nếu không có cầu thì làm sao chúng tôi cung? Cái gì cũng phải có cả. Nếu quý vị không cần nữa thì chúng tôi sẽ chuyển không gọi là hài nữa. Đúng rồi. Không, chúng tôi gọi là một cái khác nhưng vẫn là tiếng cười. Chính xác. Đúng không ạ? Đó là những cái gì chúng tôi đã trò chuyện xung quanh việc vấn đề nghề nghiệp, về những cái con đường, về bộ phim, về những tâm tư của Nam Thư. Và Kiều Nữ Làng Hài trong những cái câu chuyện xung quanh nghề nghiệp của cô ấy. Thực ra thì về bộ phim Những Đứa Con Từ Trên Trời Rơi Xuống á, cho đến thời điểm phát sóng này thì như Quỳnh nhận được nhiều phản hồi, nhưng mà theo Thư là vai trò người trong cuộc đó, Thư có tin rằng bộ phim này là một bộ phim hay và ăn khách và nó sẽ đem lại doanh thu lớn chẳng hạn? Em nghĩ là bộ phim này là bộ phim hết sức là đáng yêu. Nó gần gũi, bộ phim dành cho gia đình. Ví dụ là tại vì có các bé nhỏ nên tất cả các bé đều có thể coi hết được. Và em nghĩ là doanh thu thì mình không thể nào nói được nhiều lắm. No. Nhưng mà em nghĩ là bộ phim này khi mà khán giả coi thì họ sẽ tìm thấy mình được ở trong đó. Những mà cái anh chàng mà hơi độc thân mà tí xíu thì mà không có muốn gia đình đó, tại vì em thấy hiện tại bây giờ nhiều người mắc bệnh như em lắm, không muốn lập gia đình, không muốn lập gia đình, thì coi bộ phim đó thì sẽ thấy trẻ con đáng yêu như thế nào. Thậm chí nhiều người bị mắc bệnh sợ trẻ con, thấy trẻ con đáng yêu như thế nào, cái tình cảm gia đình như thế nào. Và em cũng rất là hy vọng quý vị khán giả sẽ đón nhận và ủng hộ bộ phim Những Đứa Con Từ Trên Trời Rơi Xuống. Để chúng ta không chỉ thấy Nam Thư trong bộ phim đó mà còn rất rất nhiều bộ phim khác nữa. Con đường mà một cái kế hoạch nào đó rõ ràng mà Thư có thể định vị trong năm nay của Thư là cụ thể sau bộ phim này, hoặc là sau những dự án hiện tại, thì Thư có một cái dự án nào hay không?
Trời ơi, nói về dự án thì em nhiều lắm, kinh khủng khiếp. Nhưng mà thực sự là cũng đôi khi lực bất toàn tâm. Lực bất, em không biết cái gì. Nếu mà nói dự án thì trong năm nay chắc chắn là trên cái kênh hài của em, cái kênh YouTube của em thì em sẽ ra sản phẩm. Bởi vì riêng của mình. Trước đó em có ra sản phẩm là 2015 em ra rồi, 2016 em ra rồi, 2017 em không ra. Thì chắc chắn 2018 này em phải có cái sản phẩm ở trên đó. Và em hứa hẹn sẽ là một cái chuỗi series. Một chuỗi series về về em, về một cô nàng da ngâm. Và câu chuyện sẽ là về chị da ngâm. Em rất là hy vọng nó sẽ nó sẽ được khán giả đón nhận. Bởi vì bây giờ cái gì nó cũng, khán giả của mình á, bây giờ họ rất là tinh tế, họ coi, họ rất là có gu. Và đặc biệt khán giả mình bây giờ rất là thông minh luôn. Không phải ngồi coi cười ha ha không, mà họ sẽ đánh giá, họ sẽ nhận xét. Đúng rồi, họ sẽ nghiền ngẫm. Đôi khi em đọc những cái phản hồi của khán giả em còn hoàn toàn bất ngờ nữa. Phải nói hôm nay là một ngày rất là thú vị, vì ban đầu Như Quỳnh chỉ nghĩ là sẽ chia sẻ xung quanh bộ phim Những Đứa Con Từ Trên Trời Rơi Xuống. Nhưng quý vị cũng thấy rồi, chúng ta đã có rất nhiều những câu chuyện về sân khấu, về lĩnh vực hài, về những cái tâm tư bên ngoài nghề nghiệp của Nam Thư. Và Như Quỳnh nghĩ là dù rằng nhiều như thế thì quý vị chắc cũng còn nhiều điều muốn biết hơn nữa về Nam Thư. Thì thôi, chỉ bằng là chúng ta cứ tiếp tục theo dõi bộ phim, theo dõi một diện mạo của cô ấy và chờ đợi những dự án sắp tới. Và chúng tôi cũng mong rằng là những dự án đó cũng sẽ tiếp tục gặp lại Nam Thư để chúng ta trò chuyện nhiều hơn. Cảm ơn Nam Thư đã đến với Alo Phim Nghe. Dạ, em rất là cảm ơn chị. Lần đầu tiên em gặp chị nhưng mà chị có những câu hỏi rất là xoáy vào tim em. Và em rất là thích cách đặt câu hỏi của chị. Và Thư cũng rất là cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian ngồi nghe hai chị em chúng tôi tâm sự. Và rất rất hy vọng quý vị khán giả sẽ ủng hộ phim Việt Nam nói chung, và nói riêng là ủng hộ Những Đứa Con Từ Trên Trời Rơi Xuống của anh đạo diễn Mr. Bean Quốc Thuận. Xin cảm ơn quý vị. Khôi Trần hân hạnh được gặp lại quý vị trong chuyên mục phim mới trong chương trình Alo Phim Nghe. Khôi Trần rất háo hức được giới thiệu đến quý vị vài cái tên đáng lưu ý trên sóng HTV tuần tới. Đó là những cái tên nào? Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay sau đây. Trên HTV7, 11 giờ từ thứ 2 đến thứ 7, Săn Ga Tình Yêu. 12 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 7, Nữ Hoàng Báo Thù. 13 giờ từ thứ 2 đến thứ 7, Vụ Án Bí Ẩn. Còn nữa, Vụ Án Bí Ẩn bắt đầu từ lúc thám tử cao cấp Bạch Khánh Hùng thành lập Hội Thần Thám Tuyên Án CCI. CCI dùng tất cả các phương án để tìm ra những điểm sơ hở, kết hợp lại nhằm tìm ra chân tướng kẻ ác, đòi lại công lý cho người bị hại. Bạch Khánh Hùng mời đồng nghiệp cũ là Hoàng Lộ Dương và Hồng Tuấn Viên cùng với Lam Hải Phong gia nhập hội. Trong quá trình điều tra thì cả nhóm không tránh khỏi những quan điểm bất đồng. Dần dần họ cũng tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên cũng từ đây, ba thành viên là Hoàng Lộ Dương, Hồng Tuấn Viên và Lâm Hải Phong rơi vào tình tay ba. Rắc rối nối tiếp rắc rối, các vụ án họ được giao càng lúc càng bí hiểm. Bầu không khí trong nhóm ngày một áp lực, khiến cả bốn trở nên sao nhãng và rơi vào vòng nguy hiểm. Cậu đừng cho rằng tôi không có ở hiện trường thì không biết được đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa tôi còn biết bên trong mối quan hệ tam giác này, cậu là người chiếm thế hạ phong. Tạm thời, chỉ là tạm thời thôi. Không cần biết thế nào, công tư phải phân minh. Tiếp theo vào lúc 19:55, vẫn là sitcom Bố Là Tất Cả. 22:30 từ thứ 2 đến thứ 4, Những Đứa Con Từ Trên Trời Rơi Xuống. 22:30 thứ 5, thứ 6, Học Viện Âm Nhạc, La La School. Trên HTV9 lúc 16:45 hàng ngày, mời quý vị đón xem bộ phim Đổi Mặt. Salvador và Valerio, hai con người có xuất thân, tính cách, hoài bão hoàn toàn khác biệt, bỗng gắn kết với nhau bởi trò đùa của số phận. Một thì sống trong nghèo khổ, mơ ước bất thành, con gái lâm bệnh nặng. Một là ông trùm ma túy quyền lực đang bị cảnh sát truy lùng ráo riết. Vì có gương mặt giống nhau nên Valerio thuê Salvador đóng giả mình, tự giao nợ và vào tù. Đổi lại thì gia đình Salvador sẽ được tru cấp đầy đủ. Khi Salvador trong thân phận là Valerio ra đầu thú, một quả bom phát nổ khiến hàng chục người thiệt mạng. May mắn thay thì Salvador lại không hề hắn gì và anh trốn thoát. Tuy nhiên thì anh vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của Valerio. Tình hình càng rắc rối khi mà Veronica xuất hiện. Cô căm thù Valerio nhưng lại yêu Salvador tha thiết. Hối hận cũng không kịp. Giờ thì gọi cho ai cũng được và nói là các cô sẽ không trở về trong 3 tuần nữa. Xin lỗi, chú tôi có thể biết nơi chúng tôi tới không? Vì lợi ích của cô cũng như mấy người khác tốt hơn là đừng để tâm. Vậy là chuyên mục phim mới hôm nay phải tạm dừng tại đây rồi. Mong là cô Trần đã mang đến vài thông tin hữu ích cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
Và đến đây thì Như Quỳnh xin phép được tạm khép lại chương trình Alo Phim Nghe tuần này. Quý vị hãy giữ liên lạc với chúng tôi thông qua hai kênh, đó là số điện thoại 9100727 hoặc địa chỉ email alofimnghe@gmail.com. Đừng quên giờ phát sóng của chương trình lúc 14:30 trên kênh HTV7 mỗi thứ bảy hàng tuần nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.